Anh máu AB và em là máu O thì không thể nào đẻ ra nó máu O được hết trơn á. Được thì em nói thiệt với anh đi, bây giờ lỡ rồi thì cái gì anh cũng chấp nhận mà. Tại sao bấy lâu nay em giấu anh vậy vậy? Có nghĩa là O kết hợp với AB sẽ chỉ ra được A hoặc B. Cho nên thấy lạ lắm, anh mới đưa con Vy đi xét nghiệm ADN với anh. Dù em không biết nói làm sao nữa. Đó giờ em với anh yêu nhau, rồi cưới nhau về. Anh cũng biết cái tính em mà, em có bao giờ như vậy đâu. Cái ngày em đẻ nó ra anh cũng đi theo em mà, anh cũng biết mà. Chính vì anh biết cái tính của em á, cho nên bây giờ anh mới không, thực sự là anh bất ngờ nè. Anh không tin được luôn á. Tại sao em làm vậy với anh vậy? Không phải, em không biết tại sao nó lại có như thế này. Hoặc là do bệnh viện người ta xét nghiệm sai đó anh. Anh cũng không biết vậy, anh không biết. Bây giờ tự nhiên anh rối lắm. Bây giờ anh không biết tin vào cái gì nữa hết á. Bây giờ sự thật trước mắt anh là như vậy. Bây giờ em nói anh sao anh tin anh đây? Nhưng mà em đã làm gì đâu. Em thề với anh luôn á, từ đó giờ em chỉ có một mình anh thôi. Em không bao giờ lăng nhăng hay cái gì hết trơn á. Em nói một câu chuyện mà đến bây giờ anh nói thật là không thể nào mà người ta nghe mà người ta tin được hết trơn á. Nếu không đó em có lỡ làm gì với ai hết thì tại sao bây giờ con Vy nó không phải là con anh? Sao em biết được? Em không biết thì ai biết? Chị nói vậy là anh không tin em. Rõ ràng như vậy mà sao em bắt anh tin em được? Rồi mắc cái gì mà anh đi xét nghiệm? Không xét nghiệm thì không có lòi ra như vậy đâu. Anh em ngay từ đầu rồi. Đấy, rõ ràng. Bây giờ em còn cãi cố nữa hả? Em không có cãi cố. Phi hả? Ở đây, đây nè. Ba mẹ nè. Ôi, khuya rồi mà sao tụi con còn không vô dỗ cho em ngủ đi con. Mà sao vậy hả? Sao vậy? Hai đứa chuyện gì vậy? Mẹ hỏi cổ á. Ninh, có chuyện gì vậy con? Tự nhiên Ninh á, anh đi xét nghiệm ADN. Xét nghiệm cho ai? Cho Vy với lại ảnh. Ủa? Sao vậy? Kết quả này mẹ. Sao? Không cùng huyết thống cha con. Bây giờ con không biết nói làm sao nữa. Bây giờ con kêu mẹ tin con á thì cũng khó. Nhưng mà thật sự là con không có gì hết trơn á. Từ ngày mà con về, con làm con dâu của mẹ thì con có hơi thẳng tính, nóng tính thật. Nhưng mà chuyện gì con làm thì con nhận. Con không có bao giờ mà bậy bạ gì hết trơn á mẹ ơi. Con thề với tất cả những gì con có là con chưa bao giờ bậy bạ gì hết á. Con bình tĩnh đi, con bình tĩnh đi. Nói là tin con thì thật sự mẹ tin. Nhưng mà với những cái xét nghiệm y học này thì làm sao có thể lay chuyển được suy nghĩ của chồng con. Mà tại sao nó lại như vậy chứ? Hay là bây giờ con đi xét nghiệm ADN với Vy đi, coi con có phải là mẹ của Vy không? Có thể chị thì Vy cũng không phải là con của con. Anh xin lỗi em. Anh cũng không ngờ Vy nó không phải con anh. Nó cũng không phải là con của em nữa. Để ngày mai á, anh liên hệ với bên bệnh viện. Anh tìm coi những cái người nào mà đã cùng sinh con với em trong ngày hôm đó trong bệnh viện á. Nhất là bé gái á. Biết đâu mình có thể tìm được tung tích con gái của mình thì sao? Em thấy là mình cũng không cần thiết đâu. Con đến với mình là một sự sắp đặt của ông trời. Mình tìm được con thì mình sẽ tìm. Cứ cho đó là duyên đi. Em cảm thấy em nuôi bé Vy từ nhỏ tới giờ rồi. Em với anh cũng mến tay mến chân nó rồi. Không chuyện gì thì cứ để ở đó đi. Em không sao đâu. Từ cái ngày mà bé Vy nó bước đi những bước đi đầu tiên, nó nói tiếng đầu tiên, nó kêu em mẹ, nó kêu anh bằng ba. Những cái hình ảnh đó, những giây phút đó nó đã in sâu vào trong lòng của anh rồi. Anh cũng không thể nào mà có một ngày là anh sẽ mất cái gì rồi mất luôn cả em nữa. Không sao đâu, chuyện qua rồi mà. Miễn là hai tụi mình vẫn còn ở bên nhau là được anh nha. Tự nhiên anh thấy mình không cần đi tìm sự thật nữa, tại vì có một sự thật ở trước mắt đó, là anh có em, có cái Vi, mà hai người mà suốt cuộc đời này anh yêu quý.